Nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023, chiều ngày 12 tháng 1, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thọ Xuân đã đến thăm tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn của huyện Ngọc Lặc nhân dịp xuân Quý Mão 2023. Về dự trực tiếp trao quà có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân. Tiếp đoàn Thọ Xuân có đồng chí Đặng Văn Quang, ủy viên ban chấp hành đảng bộ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc. Tại buổi đến thăm và tặng quà, thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân khẳng định tình cảm quý báu của hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, đồng thời mong muốn được chia sẻ hỗ trợ những phần quà tuy không lớn nhưng phần nào giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn của huyện Ngọc Lặc đón một cái Tết vui vẻ, ấm tình cảm chia sẻ, tương thân tương ái. Cũng nhân dịp này, đồng chí đã trao tặng huyện Ngọc Lặc 50 suất quà của huyện Thọ Xuân cho các hộ khó khăn của huyện Ngọc Lặc. Tại buổi trao quà, huyện Ngọc Lặc đã mời 10 hộ đại diện cho các hộ khó khăn của huyện được nhận quà Tết đến để trao quà. Số quà còn lại, huyện sẽ trao lại cho các địa phương để trao tận tay đến các hộ nghèo, hộ khó khăn trong huyện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Quang, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã cảm ơn sự quan tâm của huyện Thọ Xuân đối với các hộ khó khăn của huyện Ngọc Lặc. Món quà của huyện Thọ Xuân mang ý nghĩa hết sức quan trọng vì đã góp phần cùng huyện Ngọc Lặc chăm lo tốt cho hộ nghèo, hộ khó khăn của huyện, đón Tết Quý Mão thêm đầm ấm sung túc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc mong muốn trong thời gian tới, mối đại đoàn kết giữa huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc tiếp tục thắt chặt hơn nữa, đặc biệt là thực hiện tốt chương trình kết nghĩa, hợp tác phát triển kinh tế xã hội của Ban Thường vụ tỉnh ủy, phân công các huyện, thị xã, thành phố miền xuôi kết nghĩa và hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các huyện miền núi.